Thưa quý vị, có lẽ nghề ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng thường phù hợp và thuận lợi với nam giới. Song với chị Trần Thị Kim Nụ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thì với những gì mà 20 năm qua chị đóng góp công sức cho địa phương, từ cộng tác viên dân số, chi hội trưởng phụ nữ đến trưởng ban công tác mặt trận thôn như hiện nay, có lẽ chị có sự đam mê ở công việc, hết lòng vì công tác xã hội. Ý tưởng gom sách cũ tặng học sinh nghèo xuất phát từ tấm lòng của chị Trần Thị Nụ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. Những bộ sách giáo khoa cũ từ lớp 1 đến lớp 12 được tập kết tại căn phòng của Hội Phụ Nữ Phường và được chị Nụ vận động các chị em trong hội chung tay phân loại thành từng bộ sách theo từng cấp học. Những cuốn sách cũ sách được chị em sàng lọc cẩn thận, vệ sinh sạch sẽ trước khi đóng bao thành từng tập. Những món quà tuy nhỏ nhưng chan chứa tình yêu thương, giúp học sinh hoàn cảnh khó khăn, bớt đi phần nào nỗi lo, tự tin bước vào năm học mới. Vì công việc nhà thì nói chung là phải sắp xếp, anh chị em sắp xếp hết, một điểm mà thôn do công tác xã hội. Mấy năm thì nó dễ, mà năm nay là nó khó vì đang năm nay dịch, các em học ở trời mưa, họ không đi được thì mình thu gom xong là mình chở tới tận nhà. Chắc ơ lùm thì cũng hiểu được, cũng có đam mê, thứ nhất đam mê yêu nghề, còn có tuyên truyền thì cũng nhờ chính quyền. Ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong thời gian qua khiến việc kiếm miếng cơm manh áo qua ngày đã là một gánh nặng đối với những hộ hoàn cảnh khó khăn. Huống gì đến việc lo cho con trẻ những bộ sách giáo khoa, dụng cụ học tập đến trường. Năm qua cô Nụ đã cho con sách vở và quần áo mới. Con cảm ơn các cô trong Hội Phụ Nữ và rất là con sẽ cố gắng trong học tập để cảm ơn cô Nụ. Trong chi bộ chúng tôi đánh giá chị Nụ là một người rất là có nhiệt huyết, nhiệt huyết với công phong trào và biết sắp xếp công việc, biết tham mưu những cái việc cần làm vào những cái việc mà mình phải làm để mà giúp đỡ những người khó khăn ở địa phương mình hoặc là con em nó học thiếu thốn. Cho nên theo bản thân tôi nghĩ thì không có việc gì phụ nữ chúng ta làm được. Chị em tôi cũng tiếp tục để mà cống hiến cho xã hội khi mình còn được sức lực. Mô hình thu gom sách hỗ trợ cho những gia đình khó khăn, giúp đỡ các em trong năm học mới rất hiệu quả, tạo được nhiều dấu ấn. Có sức ảnh hưởng không những đến với những người nhận sách, mà còn tạo tác động đến việc giữ gìn sách. Bởi dù những trang sách đã cũ, nhưng khi trao gửi đúng nơi, đúng lúc sẽ giúp nhiều gia đình gặp khó khăn có thêm động lực, niềm tin rằng cộng đồng vẫn ở bên giúp đỡ các con của họ trên con đường đến trường.